của Olympic Hàn Quốc là người đã chơi rất ấn tượng ở World Cup 2018. Kể từ đầu trận thì anh không phải làm việc quá vất vả. Nhưng đây có thể sẽ là một tình huống thử thách tài năng của người đang đứng trong khung thành bên phía Olympic Hàn Quốc. Minh Vương và Quang Hải, những chân sút phạt tốt của đội áo đỏ đang đứng trước bóng. Góc sút có vẻ như thuận lợi với cái chân phải của Minh Vương hơn. Minh Vương đã có những siêu phẩm rất đáng nhớ tại V-League 2018. Minh Vương, tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-3. Pha ghi bàn quá đẹp của Minh Vương, bàn thắng quá đáng nhớ của Minh Vương. Lần đầu đưa tung vào sân và anh đã tỏa sáng đúng lúc. Bất kể kết quả của trận đấu này như thế nào thì đây rõ ràng sẽ là một tình huống vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Minh Vương. Không dễ dàng để có thể được ra sân ở một giải đấu lớn thì phải cạnh tranh với rất nhiều những đồng đội tài năng. Nhưng khi có cơ hội thì chúng ta đã thấy Minh Vương đã thể hiện như thế nào. Cú đá quá xuất sắc, làm tung lưới một thủ môn đã từng chơi rất hay ở World Cup vừa qua.